Có một câu hỏi khác như thế này. Dù ông trả lời như vậy, chư vị có thấy dễ hiểu không chư vị? Nếu mà thí dụ như khó hiểu chư vị nói nha. Trên nhiều khi cái tiếng Bình Định của dư ông nó quê mùa lắm mà chư vị không nói, nhiều khi không biết phản ứng lắm đó nha. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính thưa Chư Tôn Thiền Đức, kính thưa Thầy Diệu Âm Thịnh Hải, kính thưa cụ, ông, cụ bà, cùng bạn đồng tu. Cảm ơn Phật, con xin cảm ơn Thầy Diệu Âm Thịnh Hải. Chưa gì mà cảm ơn trước rồi, hay quá. Không quản gian khổ đã dày công tìm ra pháp môn niệm Phật và đã lập ra đạo tràng để cứu chúng con. Con cảm thấy Thầy dạy tin sâu vào câu niệm Phật và với tấm lòng từ bi thương mọi người giải thoát. Con thấy quá vi diệu nhiệm màu với cứu cả người sống và người khi lâm chung được vãng sanh. Song con vẫn chưa tu được bao nhiêu nên nghiệp chướng của con còn quá sâu nặng. Bây giờ con không niệm Phật được lên tiếng mà con chỉ niệm thầm. Và lúc con bình thường thì con chỉ ngủ được 3 tiếng. Lúc con bị đau thì con bị ngủ mê man. Và con quên mất tài con lại điếc. Tai con lại điếc. Con kính mong Thầy từ bi giảng giải cho con làm sao con vượt qua được mọi khổ đau này và luôn nhớ được câu niệm Phật. Con xin cảm ơn công đức của Thầy. Con mong Thầy cứu cho con. Con xin Thầy từ bi cho con ạ. Chư vị thấy khổ không? Đời này khổ không? Khổ không này? Già rồi thì tai điếc, lỉnh láng, mắt mờ phải đeo kiếng. Đúng không? Trí thì quên. Là cái chuyện hết sức bình thường. Xin thưa thật với chư vị, chính vì vậy mà muốn làm được chuyện này, muốn cho mình khi buông báo thân ra đi mà mình niệm được câu A Di Đà Phật, cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, tự mình làm không được, đúng không chư vị? Đúng ạ. Nhưng mà nếu chư vị nhờ ban hộ niệm thì có thể làm được. Mình không nghe được nhưng mà mình nhìn thấy cái miệng người ta niệm A-di-đà-phật, người ta nói niệm A-di-đà-phật, tức là nhắc rồi đó, A-di-đà-phật. Mình nhìn cái miệng người ta biết, đây là cái người này nhắc mình niệm A-di-đà-phật. Tự nhiên mình nhớ câu A-di-đà-phật, đúng không chư vị? Rõ ràng mà. Đây là những người tự nhận mình là bị lỗ tai lính láng rồi đấy. Nhớ nhé. Có những người đấy, tai của tôi thính lắm mà không có bị lỉnh láng đâu. Chư vị nói trong trạng thái còn đang khỏe này thì có thể đúng. Nhưng mà nói rằng là tôi lúc lâm chung cái lỗ tai của tôi nó vẫn vững vàng, nó còn thính như người thường là bị sai rồi. Bây giờ đây tôi không có màng kiến, tôi đọc chữ đều được hết trơn. Nhưng mà chư vị nói là lúc trước khi lâm chung tôi cũng thấy rõ ràng như vậy là lại sai nữa rồi. Thấy không chư vị?
Cho nên thà rằng mình biết cái lỗ tai mình lĩnh lãng biết như vậy, à như vậy là mình có cái nghiệp chướng này đã ứng hiện ứng trong lỗ tai mình rồi. Tự nhiên nhắc nhở cho mình, rất còn những người ở bên cạnh nhắc nhở. Cái giá trị vô biên nó nằm chỗ này mà từ nhiều đời nhiều kiếp mình không biết sử dụng. Xin thưa có những người Phật tử đồng tu vì quá chủ quan, cứ tưởng mình tu như vậy là tốt, 10 niệm có gì đâu. Tôi bây giờ tôi niệm một ngày 10.000 câu tôi niệm cũng được, thì huống chi là 10 câu A-di-đà Phật. Nhưng mà không ngờ họ niệm bây giờ chứ ngờ, không tính rằng cái lúc mà người ta bị ung thư rồi nó đau đớn quằn quại, không biết câu A-di-đà Phật thế nào là niệm được. Mà cái bệnh ung thư nó hành hạ đau như vậy, chưa đau bằng cái lúc mà mình đau đến nỗi thở không được mà tắt hơi đã đi. Chư Tổ còn nói là nó đau như con rùa mà lột cái mai ra vậy chứ vậy. Có một vị kia hỏi như vậy, tôi niệm Phật như vậy thì đủ chưa? Tôi nói đủ là đủ bây giờ, chứ lúc đó làm sao đủ được. Giả sử xin thưa với chị, nếu mà có một người bắt chị treo ngược cái chân lên ở trên, thòng cái đầu xuống dưới, biểu chị niệm Phật, chị niệm được không? Trong mặt mắt hồn đau mất vía luôn, làm sao mà niệm Phật được, đúng không chư vị? Bây giờ người ta không treo, ta bắt đứng như vậy, ta cột tay, ta đưa lên bức tường đồ, một người cứ cầm, cứ đánh trong cái mông mình, cứ quất bóc như vậy, trưng quá đi, một cái quất là một đau, mình có thể niệm Phật được hay là mình la làng la xóm lên? Cái trạng thái của lúc ra đi là như vậy đó mà mình không hay. Chính vì vậy cho nên tất cả những cái này đều được gọi là người hộ niệm giải quyết dùm cho bà bác này đây. Đúng không chứ vị? Đơn giản vô cùng. Sở dĩ như vậy mà trong những năm qua đến nỗi người Việt Nam ta chỉ cần nhờ những phương pháp rất cụ thể này mà người ra đi có thọ tướng tốt đẹp, họ niệm Phật đến giây phút cuối cùng, đến nỗi đếm không hết. Vì hồi giờ chúng ta không biết, cứ tưởng rằng là cái đạo lý, ví dụ ta niệm Phật như vậy là nhất tâm rồi, ta không còn nhị tâm nữa, mà lúc đó chúng ta tư vàng tâm chi phối mà không ai. Trong cái vạn đó ta tìm đâu ra một cái là cái niệm Phật để mà chúng ta niệm. Cho nên chư vị càng đưa lên cái chỗ này, chúng ta mới thấy càng quý cái phương pháp hộ niệm. Chư vị đưa ra những cái này, con nghiệp chướng sâu nặng, nghiệp chướng chúng ta mới tưởng tượng thôi chứ chưa thấy được cái nghiệp chướng chúng ta nó nặng như thế nào, đúng không bác Hương? Đúng không chư vị? Rõ ràng không? Chúng ta chưa thấy đâu, mình cứ là tôi là nghiệp chướng sâu nặng, mà chúng ta chưa tưởng tượng được nó sâu nặng như thế nào. Bệnh khổ hành hạ chúng ta chưa thực sự là bệnh khổ hành hạ như thế nào. Khi bệnh mà nó hành hạ chúng ta đến nỗi thở không được mà thắt hơi ra đi, chứ vì cứ tưởng tượng đi. Nó khó kinh hoàng lắm chứ không phải đơn giản đâu. Chính vì thế mà cái hàng phàm phu chúng ta xin thưa với chư vị, rất cần người hỗ trợ. Ta bây giờ tin sâu lắm đấy, nhớ cho vậy. Tin sâu mà tin sâu với dạng phàm phu chúng ta, sâu một bữa cho một bữa nữa thì cạn. Tại vì hồi nãy chúng ta nói rồi, quán tâm vô thường. Phật nói là chư vị phàm phu quán tâm mình vô thường, chứ Phật nói là Phật vô quán tâm của Ngài vô thường đâu. Mà tại vì chúng ta không đạt được cảnh giới của Ngài. Tâm của Ngài ở trong tịch tịnh. Cho nên thường thường có nhiều người nghe Ngài tinh thông giảng đạo mà nhiều khi không chộp lấy là Ngài ta đang giảng trong cảnh giới nào. Có nhiều người tầm mình tám nói phải cố gắng liên lạc với ban hộ niệm để mình được phân thanh chứ. Quan trọng là chúng ta không phân biệt, không chấp trước chứ mới được chứ. Các ngài tưởng là phân biệt chấp trước nó đơn giản như mình nói. Trong khi Hòa Thượng Tịnh Không giảng như vậy mà Ngài nói chấp trước. Không thôi, có tất cả là 169 phẩm mà chính Ngài phá chưa được 2 phẩm. Chứ vì không nghe cái đoạn đó mà cứ nói quan trọng là không được phân biệt chấp trước. Cho nên tôi bây giờ chúng tôi không được phân biệt chấp trước. Mà chính mình đang chấp trước khi trả lời câu đó mà mình không hay. Chứ vì thấy nó hơ hình cái chỗ này chưa? Cái sơ suất chỗ này được. Như vậy thì muốn mà không phân biệt chấp trước là làm sao chúng ta phải tỉnh táo và giác ngộ. Không phải bây giờ mà giác ngộ, cái lúc mà mình đau đớn quằn quại,
thân xác chúng ta kiệt tận, đầu óc chúng ta mê mờ, tai chúng ta điếc, lúc đó cũng điếc hơn nữa, đúng không chư vị? Mắt chúng ta mờ, lúc đó chúng ta mờ nữa. Bây giờ đây chư vị có thể nghe rõ ràng cái lúc đó. Xin thưa thẳng với chư vị, 100 phần cơ thể nó mất đi tới 95 phần, còn 5% chư vị có nghe những tiếng mà người ta nói cứ ồ, chứ mình biết rõ ràng đấy là khác. Cho nên rất cần chư vị ơi. Và nói chỗ này chư vị mới nói là khi mình ngồi trước người bệnh, nhất định mình phải nói những lời chậm rãi, rõ ràng, để người ta vừa nghe chút chút mà vừa nhìn cái môi của mình ta biết mình đang nói cái gì. Chứ đừng nói nhanh quá, cũng như niệm Phật. Có nhiều người niệm nhanh quá, tưởng niệm nhanh như vậy, nhưng là nó dày tréo như là kim cang trì danh. Không, cái lúc mà người ta lấp lông chung rồi, không có kim cang được đâu. Mà từng câu A, Di, người ta nhìn cái miệng mình mà nó nhép theo chưa vậy. Và một hơi thở của họ chỉ nói được một chữ mà thôi, chứ chưa chắc ta nói được hai chữ đâu. Hiểu không như vậy? Thế chư vị mới biết là tại sao 6 tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, chư tổ mạnh dạn cắt đi hai chữ đầu là chữ Nam Mô, để cho chúng dành cho 4 chữ thôi. Hai chữ lúc đó nó có giá trị tuyệt vời lắm. Trong đơn giản như mình ngồi đây mà nói niệm Phật leo leo như lúc đó đâu. Nhớ nha chư vị nha. Cho nên con chưa tu được bao nhiêu, đúng là sự thật, chúng ta là tu chưa được bao nhiêu cả. Chư vị nói không biết là đọc được những lời khai thị của Ấn Tổ không, mà nói là chư vị đang giảng giải rõ ràng đây là lời khai thị nhắc nhở của Tổ Ấn Quang mà mình không may. Khen chư vị, vỗ tay đi, người nào viết này vỗ tay đi. Chính tịnh hải này cũng xin xác định với chư vị là tịnh hải này tu cũng không được bao nhiêu cả. Và luôn luôn lấy cái lời của Ngài Ấn Quang ra nói, chúng ta dẫu cho tu hành như thế nào nữa, vẫn phải nghĩ rằng là mình nghiệp chứng còn nặng, đúng không? Là hàng phàm phu, tâm trí còn mê, đúng không? Luôn luôn Ấn Tổ nhắc nhở như vậy. Và Ngài không nói là nhất tâm bất loạn là cái đạo lý nhiệm màu cho chúng ta thoát vòng sanh tử vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mà Ngài nói gì chứ vị biết không? Nói gì? Chí thành chí kính là cái đạo nhiệm màu đưa những người phàm phu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chưa hồi giờ ít những người mà nói tới cái câu này mà Ấn Tổ mạnh dạn chí thành chí kính. Chư vị có chịu chí thành chí kính chưa? Chí thành chí kính đâu phải dành cho những người thông minh, phải không bác? Chí thành chí kính đâu phải dành cho người giỏi, đúng không? Chí thành chí kính đâu có dành cho những người mà khoe tôi kinh nào tôi cũng biết, lý nào tôi cũng hay. Mà chí thành chí kính dành cho những người hiền, lành, khiêm, cung, tự ái. Chứ vị có thấy rõ ràng chưa? Như vậy thì mình, tai mình mà thính mình cũng nghĩ là giống như tai mình mờ. Cho nên cái lỗ tai mình mà bị điếc một chút, chính là cái bài pháp dạy cho mình phải chí thành chí kính. Cái nghiệp của mình khi nó đổ ra còn nặng hơn như vậy nữa thì mình làm sao đây? Tự mình không giải quyết được, đúng không chư vậy? Còn phải nhờ người là như vậy. Cái nhờ vả này nó có giá trị tuyệt vời. Mà mình đem cái nhờ này mình nói những cái người mà tu tự lực, người ta bác liệu. Điều quan trọng là chính cái năng lực của mình chứ, cái tự lực của mình mới chính chứ. Làm gì mà nhờ vả? Người ta tưởng là cái năng lực của họ nó mạnh hơn sự giá trị của chư Phật. Nó sai là sai cái chỗ này. Nó sai ở cái chỗ là cái căn cơ phàm phu của mình mà cứ nghĩ mình là chư tổ. Cho nên có nhiều người nói, tổ nói rằng là mình tu 3 năm như vậy nhất tâm bất loạn, thì tôi bây giờ tôi để cho 3 tâm nhất tâm bất loạn. Có người mà nói như vậy thì Diệu Âm nói, chư vị đếm coi từ 2-3 ngàn năm nay rồi, ở Trung Hoa, người Trung Hoa thôi đấy, mình gần với Trung Hoa mà, là hàng tỷ dân đó, chọn được bao nhiêu vị tổ sư trong Tịnh Độ Tông? Mấy người? 13 người phải không? Nếu mà tổ làm được, mình cũng làm được, thì như vậy ít ra cũng phải 1 triệu ông tổ rồi, chứ làm gì có 13 người tổ, đúng không chứ vậy không? Cho nên người ta không hiểu cái chỗ này, cứ tưởng tổ làm được là mình làm được. Mà không ngờ những vị tổ đó toàn là chư Phật Bồ Tát
thị hiện chúng đây chỉ cho chúng ta, mà chúng ta không may vì sở ích cho nên bị vướng phải cái tâm thượng mạn làm cho mất phản tranh. Trên mong chư vị đừng có lo sợ chuyện này, mà chư vị cứ gìn giữ rằng phải nhận mình là phàm phu đi, thành tâm đi. Chư vị có biết cái bà Phạm Thị Thanh không? Hỏi Bác Đạt đi, 15 năm trường đau khổ nằm trên giường mà đau đến la đến thấu trời xanh, đúng không chư vị? Nếu bà la như vậy thì làm sao? Nhưng mà nhờ sau cùng chỉ cần cái lòng thành như vậy, tự nhiên 5 ngày thấy như không bệnh nữa. Ai làm cho bà cụ 5 ngày trước khi ra đi không còn đau bệnh nữa vậy chứ vậy? Ai làm vậy? Phật lực gia trì, nhờ ban hộ niệm giúp đỡ cho bà cụ thành tâm niệm Phật, nhờ đã đứng trong cái đường cùng rồi cho nên quyết tâm đi thành tâm chí thành chính, Phật lực gia trì bất khả tư nghị. Nếu mà bà cụ vừa mới hết bệnh trong đấy, khoe ra trời ơi như vậy là tôi được Phật lực gia trì rồi, chắc tôi cái công đức tôi lớn lắm rồi, thôi bây giờ để cho tôi đi độ sanh, chuyển đổi ý nguyện, bị nạn ngay lập tức. Cho nên tại sao chuyển đổi như vậy? Bao nhiêu năm đau khổ, bây giờ mới có mấy ngày hết bệnh, cái tướng là mình ngon rồi. Chư vị có thấy có hiếu cái chỗ này chưa? Nó lộ ra cái tâm không thành không kính. Cho nên chúng ta đi hộ niệm, chư vị hộ niệm mà dù có 1.000 người được chư vị hộ niệm ra đi tốt đẹp rồi, nhất định chư vị không được nhận cái phần cứu độ 1.000 người đó là của ta, nghe chư vị. Nhớ cho kỹ, dẫm nhận kỹ vô cùng. Hộ niệm là nhắc nhở hướng dẫn để cho người bệnh đó làm cho được. Mà người bệnh làm cho được là do cái lòng chí thành chí kính của người bệnh, cộng thêm những thiện căn lành của người ta trong vô kiếp vừa đến ứng hiện về mà người ta được phản thánh, chứ không phải là do cái năng lực của người hộ niệm. Giờ nói cho kỹ ngang nhất, ở đây có những ban hộ niệm mới nhớ. Chư vị mà tự nhận mình là ngon lành, chư vị bị nạn ráng chịu đựng. Tại sao tôi hộ niệm cho người vãng sanh là nhân, mà tôi không được vãng sanh thì nhân quả ở đâu? Nhân quả ở ngay cái chỗ là chư vị có cài cái duyên cho cái nhân quả của chư vị, nó hợp cái đường vãng sanh hay không? Hay là chư vị tạo cái duyên cho những cái tội lỗi trong quá khứ của mình ứng hiện kéo mình về trong tam đồ ác đạo? Hiểu không chư vị? Chứ có hiểu rõ rõ chưa? Nhất định người hộ niệm mà thượng mạng lên bị nạn là như vậy. Đây là lời dạy của Ấn Quang Đại Sư, chứ không phải là của Tình Hải này đâu. Mong chư vị nhớ. Cho nên những người mà nghiệp chướng sâu nặng này, bây giờ niệm Phật lên tiếng không được, chỉ niệm Phật tầm. Niệm Phật tầm mà tâm thành tâm kính vẫn có công đức như người niệm Phật ra tiếng. Tại vì mình niệm Phật ra tiếng không được, chứ không phải mình lười biếng. Cái điều quan trọng là có thành tâm hay không. Hiểu không chưa vậy? Và mình niệm ra tiếng không được như vậy, có nghĩa là cái tiếng của mình đã tắt rồi. Chứng tỏ rằng là cái nghiệp chướng của mình cũng không phải là vậy. Như vậy, nghiệp chướng này rất còn chư hộ pháp gia trì, đúng không? Chư Phật gia trì, đúng không? Chư Bồ Tát gia trì, đúng không? Thành tâm chí thành chí kính mới được hưởng cái này. Thì chư vị có tốt nặng. Chứ mà tưởng rằng mà ta hồi sở tu 50 năm thì hơn những người mới đi, mới ngộ niệm này, mới đây mà có gì đâu. Chỉ cần một chút như vậy, chư vị bị nặng liền. Nhớ nha chư vị, nhắc nhở như vậy. Cho nên cái bà cụ hay là ông bác nào đó đây, chư vị đừng có lo. Hãy giữ cái tâm thành tâm kính đi, chư vị được gia trì. Được gia trì rồi thì chư vị thấy có những hiệu quả bất khả tư nghị. Còn mà sở ý thượng mang lên, nhiều khi chúng ta tu còn hơn nữa mà cũng bị trở ngại. Cái đây là sự thật. Chư vị có thấy hoan nghĩ chưa? Có thấy lo sợ gì không? Hãy giữ cái tâm thành tâm kính, chư vị thì tốt ánh nạn cùng. Thượng mang lên sở ý không tốt, nhất định Phật lực bất khả tư nghị. Chúng ta vãng sanh là nhờ Phật lực, nhờ chư hộ pháp bảo vệ. Thành tâm nhé chư vị, chịu chưa? Di Đà Phật. Một câu